bạo loạn khiến hơn 100 cổ động viên Indonesia thiệt mạng. Vùng rốn lũ Nghệ An, lội nước ngập ngang thân cứu trợ người dân. Khẩn trương thu hoạch rau màu chạy lũ. Giá xăng ngày mai có thể giảm về hơn 20.000 đồng một lít. Covid-19 sẽ còn là mối đe dọa về y tế công cộng. Bộ Y tế đề nghị tăng cường chống dịch. Xin kính chào quý vị và các bạn quay lại với kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống. Thưa quý vị thân mến, bóng đá là môn thể thao vua được rất nhiều người yêu thích trên khắp thế giới. Tuy nhiên, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như các cổ động viên đều văn minh khi phản ứng trên sân không quá khích. Mới đây một vụ bạo loạn sau khi chứng kiến đội nhà thất bại trong trận đấu thuộc giải vô địch quốc gia Indonesia khiến hơn 100 người thiệt mạng đang trở thành tâm điểm của sự chú ý. Ai nấy đều vô cùng bàng hoàng khi chứng kiến con số thương vong khủng khiếp như vậy. Vào tối ngày 1 tháng 10, dân Jakarta, sân vận động Kanjuruhan chìm trong hỗn đoạn sau khi chủ nhà Arema Cronus thua 2-3 trước Persebaya Surabaya tại giải vô địch quốc gia Indonesia. Cổ động viên của Arema bất mãn sau khi chứng kiến đội nhà nhận thất bại. Nhiều người đã vượt qua hàng rào, lao xuống sân đe dọa đội trưởng Amas al cùng hậu vệ Sergio Silva. Những kẻ quá khích tràn xuống sân ngay càng đông, khiến lực lượng an ninh và cảnh sát phải sử dụng đến hơi cay. Điều này khiến mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn khi đám đông hoảng loạn và dẫm đạp lên nhau. Giới chức Indonesia chưa thể thống kê con số chính xác, nhưng truyền thông bản địa cho rằng đã có hơn 100 người chết. Cổ độc viên nằm la liệt ở căn phòng gần lối ra của sân Kanjuruhan. Nhân viên y tế ở sân không thể lường trước được vụ việc, nên nhiều nạn nhân không được cấp cứu kịp thời. Một số người đã ngừng thở. Số người thiệt mạng trong vụ bạo loạn vẫn đang tiếp tục tăng nhanh. Tính đến nay, hậu quả của vụ bạo loạn đã cướp đi mạng sống của 127 người, trong đó có hai cảnh sát Indonesia. Trong khi đó, fanpage Sepakula Indonesia cho biết sự cố đau buồn chưa từng có trong lịch sử, số lượng người thiệt mạng vẫn sẽ còn tăng lên. Tình trạng hỗn loạn tại sân vận động Kanjuruhan khiến đội khách Persibaya bị mắc kẹt suốt 2 tiếng đồng hồ. Các cầu thủ phải nhờ đến sự hộ tống của xe bọc thép mới có thể đến khu vực an toàn. Bên cạnh đó, ít nhất hai xe cảnh sát bị đốt cháy và hư hỏng nặng. Ông Amaz Hadial Lukita, người điều hành giải vô địch quốc gia Indonesia LIB, cho biết: "Chúng tôi vô cùng tiếc nuối về sự cố này. LIB xin gửi lời chia buồn đến người bị nạn. Đây sẽ là bài học cho tất cả chúng ta." Trong khi đó, fanpage của đội khách Persibaya chia sẻ: "Không có gì quý giá hơn mạng sống. Chúng tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và mong người thân của họ sớm vượt qua nỗi đau." Tất cả các trận của giải vô địch quốc gia Indonesia trong tuần này bị hoãn. Liên đoàn bóng đá xứ Vạn Đảo cũng thông báo Arema sẽ không được tổ chức bất kỳ trận nào trên sân nhà trong phần còn lại của mùa giải. Những sự cố do cổ động viên quá khích gây ra tại Indonesia không phải chuyện hiếm. Cuối tháng 9 năm 2018, một người bị thiệt mạng trước trận đấu giữa Persib Bandung và Persija Jakarta khiến giải vô địch quốc gia nước này bị tạm hoãn 2 tuần. Trong trận đấu giữa Indonesia và Malaysia tại vòng loại World Cup 2022 hôm ngày 5 tháng 9, cổ động viên Indonesia tấn công khán giả và các cầu thủ Malaysia sau khi đội nhà nhận thất bại 2-3. Những cuộc đụng độ từ phía cổ động viên xưa này không phải hiếm trong các trận đấu này lửa. Tuy nhiên, vụ bạo loạn chưa từng có trong lịch sử này khiến hàng trăm người thiệt mạng đã khiến cho cả thế giới sửng sốt. Chúng tôi xin được gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân và mong sẽ không bao giờ xảy ra những vụ việc đáng sợ như vậy thêm một lần nào nữa. Trở lại với những tin tức trong nước thưa quý vị, đã vài ngày trôi qua kể từ khi mưa lớn xối xả chút xuống xứ Nghệ, nhiều xã ở huyện Quỳnh Lưu Nghệ An vẫn chìm trong biển nước. Các cấp chính quyền phải lội nước ngang người vào vùng rốn lũ cứu trợ cho hàng nghìn hộ dân. Đến chiều 30 tháng 9, nhiều hộ dân ở các xã Quỳnh Hồng, Quỳnh Hưng, Quỳnh Giang, Quỳnh Diễn, Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu vẫn chìm trong biển nước. Các tổ chức đoàn thể đã thiết lập nhiều nhóm lội nước sâu ngang người vào từng hộ dân để cấp phát lương thực thực phẩm thuốc men cho bà con. Xã Quỳnh Lâm được xem là rốn lũ. Tính đến thời điểm chiều ngày 30 tháng 9, có hơn 2.600 hộ dân bị ngập nước, vị trí sâu nhất là hơn nửa nóc nhà. Để vào được vị trí cô lập của xã Quỳnh Lâm, người dân phải được tăng bo bằng xe tải qua vị trí ngập sâu, do vậy rất khó khăn trong việc vận chuyển nhu yếu phẩm. Ông Nguyễn Đình Dung, Chủ tịch UBND dân xã Quỳnh Lâm cho biết, tính đến cuối giờ chiều ngày 30 tháng 9, vẫn còn khoảng 2.600 hộ dân bị ngập nước, trong đó có 230 hộ dân có người di rời khoảng 3.300 bể chứa nước ăn, giếng chưa bị nước vào dẫn đến việc người dân thiếu nước uống và nhu yếu phẩm. Nhận biết được sự việc này ngay từ sáng 29 tháng 9, cán bộ chính quyền địa phương đã lập tức xuống cùng với người dân di chuyển đồ đạc, con người đến nơi an toàn. Đến thời điểm hiện tại chưa có thiệt hại về người. Ông Dung chia sẻ, cũng trong ngày 30 tháng 9, các tổ chức đoàn thể đã thiết lập các nhóm lội nước ngang người đến với từng hộ dân để cung cấp nhu yếu phẩm. Do đặc điểm địa hình của xã Quỳnh Lâm nước chảy xiết nên rất khó khăn trong quá trình di chuyển. Cũng theo người dân nơi đây, chiều 30 tháng 9, nước đã rút được khoảng 20 cm. Tuy nhiên, nếu trời ngừng mưa thì cũng phải mất một tuần nước mới rút hết. Tính đến cuối giờ chiều 30 tháng 9, mưa lũ đã làm 13.756 nhà trên địa bàn tỉnh bị ngập, 764 hộ dân phải di rời, 11 nhà thiệt hại trên 70%, 94 nhà bị hư hỏng tốc mái, 38 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất, 7 người chết. Công tác cứu hộ, cứu nạn và tiếp tế cho người dân vùng lũ đang được khẩn trương tiến hành. Mưa lớn do hoàn lưu bão số 4 ở Nghệ An khiến cuộc sống của người dân nơi đây bị đảo lộn toàn bộ, của cải vốn liếng tích cóp được đều trôi sạch theo cơn lũ. Mong rằng với sự chung tay giúp đỡ của chính quyền, đội nhóm cứu hộ bà con sẽ sớm khắc phục được hậu quả do mưa lũ. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 gây mưa to khiến hàng trăm hecta rau màu của bà con xã Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai ngập sâu, gây thiệt hại nặng, nông dân tất tả thu hoạch vất vát sau bão. Là ngay tâm sự của những người nông dân vùng lũ, nhiều người không khỏi xót so xa. Cùng với các vùng chuyên canh rau màu lớn trên địa bàn tỉnh, xã Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai là địa phương chịu nhiều thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua. Toàn bộ 257 ha diện tích rau màu của bà con bị ngập sâu trong nước, trong đó chỉ có khoảng trên 50 hectare có thể phục hồi. Đã khẩn trương thu hoạch rau củ cải trắng khi nước tại chân ruộng vừa rút, chị Nguyễn Thị Hương ở xã Quỳnh Liên bồn dầu. Mưa to khiến toàn bộ diện tích rau củ cải trắng bị ngập sâu trong nước. Này nước rút, gia đình huy động nhân lực xuống đồng thu hoạch. Nếu không bị ngập nước, dự kiến 5 xào củ cải trắng sẽ cho năng suất 4,2 tấn, thu về khoảng 30 triệu đồng. Nhưng hiện giờ chỉ thu hoạch được 3 tấn, mất hơn 1 tấn do củ bị ngâm nước gây hư hỏng tranh thủ khi trời đang tạnh mưa nông dân xã quỳnh liên đang tích cực xuống đồng thu hoạch các loại rau màu bị ảnh hưởng mặc dù nhiều diện tích rau chưa chín tới nhưng bà con vẫn chấp nhận giảm năng suất và giá trị để khẩn trương chạy lũ chị nguyễn thị thắm cho biết hiện tại nước trên ruộng đã rút nếu không thu hoạch khẩn trương thì sáu luống hành hoa sẽ bị hư hỏng mặc dù giá bán đã giảm một nửa so với trước khi mưa lũ nhưng gia đình vẫn chấp nhận thu hoạch nếu để thêm mấy ngày nữa gặp đợt mưa khác sẽ hỏng toàn bộ nếu không bị mưa lũ, gia đình thu lãi khoảng 15 triệu nhưng hiện giờ chỉ bán được 5 đến 7 triệu đồng, giảm hơn một nửa. Quỳnh Liên là xã chuyên canh rau màu lớn của thị xã Hoàng Mai, trong đợt mưa lũ vừa qua, diện tích rau màu thiệt hại lớn, chủ yếu là su su và cà rốt. Đặc biệt đối với cây su su, toàn xã cơ cấu 80 ha diện tích, bắt đầu từ tháng 7 âm lịch, bà con tiến hành gieo trồng và đến tháng 10 cho thu hoạch kéo dài đến hết tháng 3 của năm sau. Trận mưa lũ vừa qua, toàn bộ diện tích su su và cà rốt bị dòng nước nhấn chìm, không thể cứu vãn. Ông Hồ Ngọc Tăng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai cho biết, đợt mưa lũ vừa qua khiến toàn bộ diện tích rau màu của bà con bị ngập, ước tính thiệt hại khoảng 15 tỷ, 16 tỷ đồng. Đặc biệt đối với diện tích su su, nếu không mưa ngập thì còn khoảng một tháng nữa là thu hoạch. Đối với giá bán bình quân từ 3.000 đến 4.000 đồng một kg và thu hoạch kéo dài trong 5 đến 6 tháng, doanh thu từ cây su su lên tới hàng tỷ đồng. Hiện tại cây su su không thể phục hồi và không có giống để trồng lại. Sau đó bà con sẽ tận dụng chuyển đổi sang trồng một số loại cây trồng khác như cà rốt, rau màu các loại. Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn trong nhiều ngày qua có nơi lên trên 500mm đã khiến 7 người tử vong. Hàng vạn hộ dân ở Nghệ An, Hà Tĩnh đang chịu cảnh ngập lụt. Làng xóm đang bị cô lập, ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai lưu ý, người dân ở vùng lũ cần chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn về người và tài sản, tránh chủ quan đi qua các ngầm tràn, đánh bắt cá, vớt củi trên sông để đảm bảo an toàn tính mạng. Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4 tên quốc tế là bão Noru, những ngày qua khu vực trung bộ có mưa rất to, gây ngập lụt ở một số địa phương, đặc biệt tại tỉnh Nghệ An. Ngày 1 tháng 10, đoàn công tác của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã đi kiểm tra tình hình ngập lụt và công tác ứng phó tại tỉnh Nghệ An. Tham gia đoàn công tác có đại diện Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An và chính quyền địa phương. Qua kiểm tra cho thấy, chính quyền địa phương và người dân vùng ngập lụt đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, nhất là triển khai lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cơ sở phối hợp với các tổ hội để hỗ trợ nhân dân. Hiện nay, cơ bản mưa đã giảm nhưng tốc độ nước rút còn chậm nên tình hình lũ ngập lụt còn kéo dài trong những ngày tới. Đại diện văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An cần hướng dẫn người dân các biện pháp ứng phó với lũ lụt, trong đó lưu ý các biện pháp cần đảm bảo an toàn về người và tài sản, tránh chủ quan đi qua các ngầm tràn ngập sâu, nước chảy xiết đánh bắt cá, vớt củi trên sông, đảm bảo an toàn khi cấp điện trở lại, tránh các tai nạn đáng tiếc về người như một số trường hợp xảy ra trong thời gian vừa qua. Được biết mỗi khi mùa mưa lũ, nước từ thượng nguồn đổ về, đập tràn lại chìm ngập trong dòng nước xiết và trở thành mối nguy hiểm cho những ai cố tình vượt đập theo ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai tỉnh nghệ an cần tổ chức tuyên truyền kiên quyết không cho người dân cố ý vượt ngầm tràn khi nước lũ dâng cao chảy xiết tránh những thiệt hại thương tâm về người đặc biệt tại khu vực gần sông suối cần có hệ thống biển báo cảnh báo cầu chắn ngang chặn tăng cường hoạt động của lực lượng cơ quan chức năng đồng thời tiếp tục củng cố hỗ trợ về nhu yếu phẩm lương thực nước uống cho người dân khu vực bị ngập sâu cô lập sẵn sàng triển khai ngay công tác khắc phục hậu quả sau khi nước rút, dọn dẹp nhà cửa, công trình trường học, trạm y tế, vệ sinh môi trường, khử trùng, diệt khuẩn, tránh phát sinh dịch bệnh. Để phòng tránh rủi ro khi lưu thông qua khu vực ngầm, đập tràn vào mùa mưa lũ, người dân cần cẩn trọng, không chủ quan và dứt khoát không cố tình vượt qua khi quan sát thấy có hiện tượng nước dâng cao. Tiếp tục bản tin sẽ là những thông tin về dự báo giá xăng trong nước thưa quý vị. Do kỳ điều hành ngày 1 tháng 10 trùng vào thứ Bảy, nên thời gian điều hành được Liên Bộ Tài chính Công Thương lùi sang ngày làm việc tiếp theo sau ngày nghỉ, tức 15 giờ thứ Hai, ngày 3 tháng 10. Theo đó, giá xăng có thể giảm tới hơn 20.000 đồng một lít. Cụ thể ra sao thì hãy cùng chúng tôi theo dõi sau đây. Dữ liệu từ Bộ Công thương cho biết giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore cập nhật đến 28 tháng 9 tiếp tục giảm so với kỳ trước ở mức xăng RON 92 87,74 đô một thùng, RON 95 91,2 đô một thùng. Trong khi đó bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới kỳ điều hành trước là 95,2 đô một thùng, xăng RON 92 99,3 đô một thùng, xăng RON 95 và 121,8 đô một thùng dầu diesel. Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối phía Nam cho biết, kỳ điều hành ngày mai, giá hai mặt hàng xăng dự kiến giảm khoảng 900 đến 1.200 đồng một lít. Trong đó, xăng RON95 sẽ giảm mạnh hơn, còn dầu giảm quanh mức 200 đến 300 đồng một lít. Nếu cơ quan quản lý trích quỹ bình ổn, giá các mặt hàng này có thể giảm ít hơn. Tương tự, chủ một doanh nghiệp phân phối xăng dầu tại miền Bắc cũng cho biết, sau kỳ điều hành ngày 21 tháng 9, giá dầu thô lại lao dốc mạnh về ngưỡng 83 đô một thùng, mức thấp nhất kể từ đầu năm. Theo đó, giá xăng dầu ngày mai sẽ giảm tiếp. Vị này cho hay, giá xăng có mức giảm mạnh hơn nếu không trích quỹ hoặc trích ở mức thấp, giá xăng E5 Ron 92 có cơ hội giảm về hơn 20.000 đồng một lít. Nếu đúng như dự báo, giá các mặt hàng xăng trong nước sẽ có lần giảm thứ tư liên tiếp, Tính đến nay, mặt hàng xăng đã trải qua 25 lần điều chỉnh giá, trong đó có 13 lần tăng và 11 lần giảm, một lần giữ nguyên. Hiện giá xăng E5 Ron 92 và Ron 95 đang ở quanh mức 21.500 đến 22.500 đồng một lít, mức thấp nhất từ đầu năm đến nay và tương đương thời điểm giữa tháng 10 năm 2021. Hiện dư địa quỹ bình ổn xăng dầu của một số doanh nghiệp đầu mối tiếp tục dương lớn, trong đó tính đến 21 tháng 9, Petrolimex dương 917 tỷ, PVI âm 795 tỷ, Sài Gòn Petro 294,1 tỷ, Petimex là 298 tỷ. Đây là một thông tin khá tích cực đối với người dân và những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Khi những tháng cuối năm, nhu cầu đi lại và sản xuất tăng lên, giá xăng đi xuống có thể giúp giảm đi một số gánh nặng. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến tình hình dịch COVID-19 ở nước ta, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh thành, Y tế các bộ ngành và các cơ sở y tế trực thuộc, chỉ đạo các cơ sở y tế thuộc thuộc phạm vi quản lý giả soát nguồn lực, đã huy động nguồn lực được phân bố sử dụng cho công tác phòng chống dịch COVID-19, trong đó có cả nguồn do Bộ hỗ trợ. Bộ Y tế cho biết Tổ chức Y tế Thế giới WHO nhận định dịch bệnh COVID-19 sẽ còn tiếp tục là mối đe dọa về y tế công cộng trong thời gian tới và cảnh báo về những biến thể mới của SARS-CoV-2 có thể làm cho dịch COVID-19 trở nên phức tạp và gia tăng trở lại. Để sử dụng hiệu quả các nguồn lực phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế có văn bản đề nghị Sở Y tế các tỉnh thành phố, y tế các bộ ngành và các cơ sở trực thuộc bộ về việc tăng cường công tác quản lý và sử dụng các nguồn lực phòng chống dịch COVID-19. Thứ nhất, ra soát các nguồn lực đã huy động được phân bổ sử dụng cho phòng chống dịch COVID-19. Thứ hai, hướng dẫn đối với các trang thiết bị tiếp nhận từ nguồn ngân sách nhà nước mua cho công tác phòng chống dịch COVID-19, nguồn do một số đơn vị tài trợ. Bộ Y tế cho biết đã có văn bản thông tin đầu mối liên hệ để các đơn vị ra soát và chủ động liên hệ tiếp nhận các giấy tờ và tài liệu còn thiếu trong quá trình tiếp nhận. Một số trang thiết bị vật tư chưa có đơn giá, tạm thời các đơn vị ghi nhận và thực hiện hạch toán, theo dõi chế độ kế toán hiện hành. Bộ Y tế sẽ tiếp tục làm việc với nhà tài trợ để cung cấp đơn giá, làm cơ sở để các đơn vị hạch toán theo quy định. Việc xác định giá trị tài trợ, viện trợ phục vụ phòng chống dịch COVID-19 để theo dõi, hạch toán thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn 8.281 BTC QLCS ngày 22 tháng 8 năm 2022. Thứ ba, đảm bảo đủ thuốc vật tư trang thiết bị, nhân lực cho phòng chống dịch COVID-19 và khám chữa bệnh cho người dân. Bộ Y tế đề nghị các đơn vị địa phương tiếp tục có phương án đảm bảo đủ thuốc vật tư trang thiết bị, nhân lực cho công tác phòng chống dịch COVID-19 và phục vụ công tác khám chữa bệnh cho người dân theo các chỉ đạo của chính phủ và chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Sở Y tế các tỉnh thành phố chủ động phối hợp với các sở ban ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra giám sát về sử dụng nguồn lực phòng chống dịch, kịp thời có hướng dẫn giải quyết các khó khăn vướng mắc, báo cáo UBND các tỉnh thành phố, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh xin ý kiến chỉ đạo để giải quyết khó khăn vướng mắc nếu có. Trường hợp quá khả năng báo cáo bằng văn bản về Bộ Y tế để kịp thời hướng dẫn giải quyết. Bộ Y tế đề nghị các địa phương đơn vị lưu ý thực hiện. Đối với người dân, COVID-19 vẫn là một trong những mối đe dọa đến sức khỏe và cuộc sống sinh hoạt thường ngày. Để bảo vệ bản thân, hãy chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế, đồng thời tiêm vaccine ngừa COVID-19 các mũi nhắc lại. Và thưa quý vị, cuối bản tin sẽ là một số thông tin dự báo thời tiết. Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc, miền Trung tiếp tục mưa lớn, kéo theo nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Các khu vực khác mưa rông vào chiều và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Do tác động của không khí lạnh yếu kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới, nên ngày và đêm ngày 2 tháng 10, khu vực Trung Du, Đồng Bằng, ven biển Bắc Bộ và các tỉnh Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa mưa to, cục bộ có mưa rất to và rông với tổng lượng mưa phổ biến 30-50mm, có nơi trên 80mm riêng khu vực phía nam đồng bằng bắc bộ, hòa bình và bắc trung bộ mưa 50 đến 80 mm, có nơi trên 100 mm. Dự báo từ đêm nay mưa giảm nhanh ở miền bắc và bắc trung bộ. Sang ngày 3 tháng 10, miền bắc và bắc trung bộ chỉ còn mưa rào và rông cục bộ một vài nơi, riêng đông bắc bộ có thể mưa rào rải rác. Dự báo từ ngày 7 tháng 10, miền bắc có thể đón đợt mưa rông mới. Các tỉnh Quảng Bình đến Bình Thuận hôm nay có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ C. Tây Nguyên hôm nay có mưa rào và rông vài nơi, nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất 27 đến 30 độ. Nam bộ hôm nay có mưa rào và rông vài nơi, nắng gián đoạn. Chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông. Cục bộ có mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. Gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Mưa rông ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi, ngập úng tại khu vực trũng thấp. Hy vọng rằng những thông tin vừa rồi sẽ giúp ích cho quý vị và các bạn trong việc chủ động sắp xếp công việc và lịch trình cá nhân sao cho hợp lý. Và bản tin phát sóng hàng ngày của chúng tôi cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.